Còn về phụ tùng thì nói chung là con này mình chơi con này thì mình phải chịu tìm hiểu và mình bỏ chất xám ra để mà mình làm những cái món đồ trên xe. Tại vì con này là thực chất là nó không có đồ chơi cho cái chiếc xe này, mà mình muốn làm thì mình cái cảm giác chơi cái chiếc xe này nó giống như cái thời mà năm 2009, 2010, cái thời mà anh em xe độ Việt Nam rất còn sâm tụ. Cái thời đó là cái thời gian mà làm một cái thế giới mới cho anh em chơi xe, là mình phải mài từng món đồ này nọ để mình chế từ xe này qua xe kia. Là một trong những cái dòng xe côn tay huyền thoại có thể nói là của những năm 2000. Khoảng thời gian đó thật sự là Vinh còn quá nhỏ, cho nên là chưa thể nào mà cảm nhận hết về cái dòng xe FX của nhà Suzuki được. Cho nên về những cái thông tin về những cái dòng xe này nè, cảm giác chạy ra sao và những cái khó khăn của chơi dòng xe này, thì một chút xíu nữa Vinh sẽ mời chủ xe đến chia sẻ cùng với anh em. Còn bây giờ chúng ta sẽ nói trước về những cái gì, có thể nói là những cái gì Vinh đã biết được ở trên cái xe này thì Vinh sẽ chia sẻ trước với mọi người. Về cái phần dàn áo này á, theo như Vinh có trao đổi với chủ xe thì ảnh có nói á, là xe này dàn áo là ảnh sơn lại. Và đối với lại cái dòng xe này á, về những cái phụ tùng liên quan đến dàn áo thì vẫn còn sản xuất mới. Tuy nhiên đối với lại cái phần cánh bẩn này á, thì hiện tại vô cùng khó mua, và những cái mẫu bẩn sau này á, nó không thể còn đẹp như cái mẫu bẩn này. Đó là những cái khó khăn của cái dòng xe này thứ nhất. Và cái thứ hai nữa là đối với lại cái mẫu động cơ của đời này, phải nói là nó đã quá cũ theo năm tháng rồi. Vì vậy mà hiện tại chơi cái động cơ này nó vô cùng khó khăn. Phải chấp nhận sử dụng những cái đồ cũ còn tốt, và chúng ta phải gia công và chỉnh sửa lại và ráp vào trong xe nếu mà xảy ra tình trạng hư hỏng trên xe của mình. Thì như Vinh đã nói là một trong những cái dòng xe côn tay gần như là của những cái năm 2000 huyền thoại thời đó. Vì vậy cái phần chó đèn trước vẫn sử dụng là bóng halogen. Đối với mẫu đèn này thì các bạn biết rồi đó, nó rất là tối và nóng nè. Cho nên ở đây chủ xe đã trang bị thêm một cái đèn trợ sáng để hỗ trợ thêm về cái phần khi mà chúng ta đi đêm. Và ở phần đèn trước cũng đã thay lại bằng bóng led trắng, nó sẽ sáng hơn đối với lại cái bóng đèn halogen nguyên bản của cái xe này nha mọi người. Thì đây là một cái phong cách mà hiện tại rất là nhiều người chơi. Thứ nhất là nó sẽ tiết kiệm điện hơn, thứ hai nó sáng hơn và nó sẽ không có bị nóng cái phần chó đèn này. Thì bên đây thì cũng sẽ có một cái kính nhỏ nhỏ của nhà H2C. Thì đối với cái mẫu kính này các bạn có thấy quen không? Thì đây là kính đồ chơi có bán tại số 2 bánh chứ đâu. Và cũng ở phần đầu này thì tay thắng chủ xe vẫn giữ nguyên bản là hai cái cặp cầm zin. Đối với lại chủ xe thì ảnh thích đi tour nhiều, vì vậy mà ảnh thích là những cái món đồ zin nó càng nhiều càng tốt, nó sẽ phù hợp với lại cái phong cách chạy xe của ảnh nè. Và Vinh nghĩ thì đối với những cái mẫu xe này thì chúng ta nên giữ một chút xíu gì đó nó cổ cổ theo năm tháng một tí xíu thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Ở đây thì thay thế bằng cụm Uma nè. Đối với lại cái cụm này thì khả năng tăng tốc nó sẽ tốt hơn. Và đối với nó thì Vinh cảm giác là nếu như các bạn hay đi tour thì chúng ta có thể trang bị cái mẫu cụm này để cái hành trình ra chúng ta ngắn hơn và hạn chế được cái tình trạng mỏi tay. Thì là một cái dòng xe huyền thoại đời cổ, cho nên cái phần phục trước của nó cũng đã bị tàn phai theo năm tháng. Đối với lại cái xe này, chủ xe có chia sẻ với Vinh là hầu như là không có một cái món đồ chơi nào được sản xuất ra dành riêng cho cái dòng xe này cả. Tất cả mọi thứ muốn gắn lên được cái xe này là đều phải chế hết. Tương tự như vậy, ở cái phần cục trước này thì chản 3 sử dụng là chản 3 của Winner, và chúng ta phải có một cái công đoạn là chế cháo lại mới có thể gắn liền lạc đối với lại cái phần đầu xe này đi xuống. Và ở dưới đây là sử dụng phục của LCM nè. Đó, nó sẽ to lớn hơn, kèm với đó là dàn của Winner được sơn cùng màu đối với lại dàn áo nè, tạo một cái cảm giác là dàn chân nó sẽ hầm hố hơn và nó sẽ chịu tải tốt hơn nhờ vào cái ti phục nó vô cùng lớn. Còn đây nè, sẽ có một cái con heo dầu hai bít đối xứng. Thì chủ xe cũng chia sẻ luôn, không ngần ngại, đây là chỉ là heo mod lại mà thôi. Đó, nhưng mà để gắn được lên xe thì cũng phải tinh chỉnh làm bát cho nó gọn gàng và đúng kỹ thuật xe. Đó, ở đây thì sẽ có thêm một cái bộ làm mát đĩa thắng nè. Nó sẽ lấy gió ở vị trí này và nó sẽ đưa ra ở ngay đây để nó làm mát cái phần đĩa thắng này. Đây là một cái món đồ chơi được trang bị trên những cái dòng xe MotoGP rất là nhiều. Đó, chủ xe mô phỏng theo, nhìn cái dàn chân nó sẽ hầm hố ha. Thì mâm cũng sẽ là một cái linh hồn của cái chiếc xe này. Nhìn vào cái dàn mâm này, cảm giác của Vinh là nó sẽ giúp xe hầm hố và cứng cáp hơn.
cũng như là những gì chú xe chia sẻ với Vinh ở những cái món đồ chơi trước. Mâm này là mâm của CBR150 207 chế qua cái dòng xe này. Thì đối với lại cái mâm này á, chủ xe nói là phải chế hết từ đầu tới đuôi, từ cùi đĩa nè, cục canh nè, rồi đĩa tháng trước, rồi đĩa tháng sau nữa. Nói chung phải làm lại rất là nhiều thứ mới có thể gắn được lên xe. Và đối với lại mâm này á, thì trọng lượng của nó vô cùng nặng. Vì vậy mà cái đoạn đường mà Vinh dắt xe ra đó đây để quay clip cho mọi người thì cảm giác dắt á, nó nặng lắm. Nhưng mà chủ xe chia sẻ khi mà chạy tour ở tốc độ cao á, thì cảm giác á, cái mâm này đem lại một cái sự cân đối đầm chắc, không có bị sạc lắc. FX thì cũng chịu chung số phận với lại Exciter hay là Winner bây giờ vậy đó mọi người. Nó sẽ không có một cái vị trí nào để chúng ta có thể để đồ cả. Vì vậy mà chủ xe buộc phải gắn thêm một cái thùng Givi ở đây để chúng ta có thể bỏ áo mưa nè, một số cái vật dụng linh tinh đó. Và nó sẽ có một cái chìa khóa để khóa lại như vậy nè, vô cùng là an toàn luôn nha. Đó, ở phía sau này á thì sẽ có một cái bộ cản Givi với cái phần cung khung bên dưới được làm bằng sắt nè. Đó, đằng sau đây là vô cùng chắc chắn, mọi người có thể ngồi lên trên này luôn thì cái cản này vẫn có thể chịu nổi. Và cái cản này nó tạo thêm cho chúng ta một cái sự an toàn khi mà đi đêm, là bởi vì ở đây có thêm một cái dải đèn led nè. Đó, khi mà chúng ta đi đêm á, những cái xe đằng sau có thể biết được xe của mình đang hiện diện ở phía trước thông qua cái dải đèn này. Đồng hồ Zin á thì nhìn nó theo cá nhân Vinh á thì nó hơi bị xấu, nó có ba cái cục tròn ở đây nè, nhìn nó kỳ lắm mọi người. Đó, ở đây thì chủ xe thay lại bằng cái đồng hồ của Rai Sanker, và muốn gắn được cái đồng hồ này á thì mình ngoài việc phải câu điện lại còn phải làm lại cái phần bợ này nữa nha. Đó, thì Vinh mở khóa cho mọi người coi. Đó, đối với cái phần đồng hồ này á thì chúng ta sẽ có báo tua nè, báo xăng, km nè và nhiều cái thông tin khác. Biệt đối với lại cái đồng hồ Zin của Rai Sanker này thì nó sẽ không có báo số. Bởi vậy á, việc báo số khi mà chúng ta chạy trên đường á, là phải phụ thuộc vào tâm linh nha cả nhà. Bô thì cũng đã thay lại bằng bô của Rider Indo. Thì cái phần họng bô á thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ được làm to hơn, bởi vì chủ xe đã móc lại cái cây bô này đó theo cái bài của bô Yoshimura để phù hợp với lại cái động cơ mà ảnh đã nâng cấp lên cái cấu hình cao. Thì cái phần cổ bô á, thì sẽ được làm bằng chất liệu titan nè, và ảnh sẽ chia ra thành hai khúc đó, tương tự như là bô tăng luôn. Ở đây cũng sẽ làm một cái lò xo để giữ cái bô lại y chang như bô tăng luôn mọi người. Ở đây thì thay lại bằng một cái nắp CNC nè, và sẽ có một cái khoảng trống ở đây. Thì đối với lại cái khoảng trống này nó được việc lắm nha mọi người, không chỉ là làm đẹp không đâu, mà thông qua đó chúng ta có thể xem được cái tình trạng của nhớt ở bên trong, nó có bị hao hụt hay không, nó có bị vô nước hay không, và nó dơ như thế nào để chúng ta có thể nhận biết được và thay nhớt sớm để bảo vệ cho cái phần động cơ của xe này. Còn đây là nguyên một bộ thắng đĩa sau của xe, thì sử dụng một cái đĩa lớn hơn và thay thế ở đây là một con heo Nissin của dòng xe tháp qua. Vì vậy ở đây phải làm một cái bát nè, đó nó vô cùng to để nó chịu lại cái con heo này, nó phù hợp với lại kích thước size đĩa mà nó còn phải chuẩn xác nữa thì bánh xe mới quay nhẹ được. Thì đối với lại cái gấp này á thì sử dụng gấp của Rider, chủ xe có nói là gấp của Rider thì nó sẽ dày dặn hơn, nó nặng hơn, đem lại cái sự đầm chắc cho cái phần dàn chân. Còn đối với lại gấp Zin của FX á thì nó chỉ cứng cáp so với lại cái công nghệ và so sánh với những cái xe ngày xưa thôi. Còn đối với lại so sánh những cái xe bây giờ, thật sự là cái gấp đó nó không bằng cái gấp của Rider. Vì vậy ảnh đã quyết định là chuyển qua sử dụng gấp của Rider nè, để đầm chắc và kiên cố hơn cho cái phần dàn chân sau. Và đó là những cái gì Vinh biết được về cái bản độ này mà trong một buổi cà phê nho nhỏ chủ xe đã chia sẻ với Vinh. Còn bây giờ Vinh sẽ mời trực tiếp chủ xe vô để chia sẻ cho anh em về những khó khăn khi chơi cái dòng xe phải nói là nó đã là huyền thoại của những năm 2000 này. Đầu tiên là cảm ơn anh đã tham gia cùng với clip với em để chia sẻ với mọi người tại sao anh đổ cái dòng xe này. Cái cơ duyên tới với cái chiếc FX này á thì cũng vô tình thôi. Là cái lúc đó là mình đang đi tour với anh em. Thì khi mà mình đi tour trời mưa thì những cái xe mà đời mới bây giờ nó sẽ bị một cái lỗi là bắn sình từ cái dè sau lên người ngồi trước. Đúng đúng. Thì mình ấn tượng với cái con này là lúc đó mình đang đi tour thì mình thấy chiếc này chạy với tốc độ khoảng tầm 80%, nhưng mà mình thấy sao mà cái dè nó không có bắn sình lên. Thì từ đó cái mình thích FX và mình tìm hiểu cái dòng xe này. Thì tới năm mà 2019-2020 thì mình mới có cơ duyên là ông anh của mình chia sẻ lại đam mê cho mình, mình sở hữu và mình làm cho nó, mình xài nó, mình chạy nó tới ngày hôm nay. Thì đối với lại khi mà mình chơi cái xe này á thì những cái khó khăn ví dụ như là về cái phụ tùng nè, rồi những cái đồ chơi, rồi giấy tờ của nó thì nó làm sao anh?
Thì con này là xe hải quan chính ngạch, sang tên Tần Quốc, nói chung là giấy tờ đầy đủ, đều pháp lý theo pháp luật công an. Còn về phụ tùng thì nói chung là con này mình chơi con này thì mình phải chịu tìm hiểu và mình bỏ chất xám ra để mà mình làm những cái món đồ trên xe. Tại vì con này là thực chất là nó không có đồ chơi cho cái chiếc xe này, mà mình muốn làm thì mình cái cảm giác chơi cái chiếc xe này nó giống như cái thời mà năm 2009, 2010, cái thời mà anh em xe độ Việt Nam rất còn xâm tụ. Cái thời đó là cái thời gian mà là một cái thế giới mới cho anh em chơi xe, là mình phải mài từng món đồ này nọ để mình chế từ xe này qua xe kia. Rồi bây giờ đối với lại cái xe này á, thì có cái món đồ chơi nào hay là cái món đồ nào xe này mà cảm giác là tâm đắc nhất thì nói chung món nào mình dọn mình cũng tâm đắc hết. Tại vì từng món mình sẽ có những cái thích khác nhau, mình mới hoàn thành được con xe. Nhưng mà cái phần mà đẹp nhất là ở phần cái bách trước, là cái phuộc, là cái hốc gió CV, cái đĩa với con heo, là nó là cái điểm nhấn cho cái xe. Em cũng thấy vậy, tại vì vô cái xe của mình là cái dàn hai hướng là kiểu nó hầm hố nhất. Thì đối với lại cái khi mà độ nó từ đầu nó đuôi như vậy á, cái chỗ nào là khó độ nhất trên cái xe? Cái chỗ mà khó độ nhất hả? Nói về khó độ thì cũng không khó lắm, nếu như mà mình chịu tìm tòi. Tại vì khó độ thì nó cũng có khó chút xíu à, nhưng mà mình quay này nọ, mình ghé lên này nó cũng dễ. Rồi, và câu hỏi cuối cùng dành cho anh là, nếu như mà bây giờ những cái người mà bắt đầu chơi FX á, thì anh có những cái lời khuyên nào dành cho họ? Giống như là anh đã chơi lâu năm rồi, chia sẻ lại thôi. Nếu như mà mình thực sự đam mê thì mình hãy tìm hiểu cái dòng xe này. Tại vì chơi cái dòng xe này nó rất là nhanh này. Nãy thứ nhất là vấn đề phụ tùng và áo, thứ hai là vấn đề chế cháo đồ này nọ. Độ xe mình chế từ xe này qua xe kia, mình mài nhũa để mình đưa lên được cho chiếc xe nó hoàn hảo nhất, thì mình phải cần thời gian. Quan trọng nhất là đam mê, thì mình phải cần có cái lửa giống nữa để mình mài một xe mình từng ngày từng ngày. Tại vì chiếc xe này là không phải là làm lên là được liền, là phải làm từng ngày, mỗi cái chút từng đáy một cái một để nó lên được xe. Chứ bây giờ là xe là chưa có hoàn thiện nữa, sẽ còn lên đồ tiếp, nhưng mà hiện tại là vẫn đang lên từ từ. Ở tương lai là sẽ có thêm nhiều đồ. Dạ, cảm ơn những chia sẻ của anh về cái dọc xe VIP này gửi tới cho mọi người. Và đó chính là những cái chia sẻ quý báu nhất của một chàng trai đam mê cái dọc xe FX này. Có thể nói một cái chiếc xe mà từ những năm 1999-2000 mà bây giờ anh có thể giữ gìn độ chế và chăm sóc nó như vậy, thật sự là vô cùng tuyệt vời luôn. Và đó là những cái chia sẻ của anh gửi tới những anh em nào đang muốn đam mê cái dọc xe này, thì chúng ta hãy tìm hiểu thật kỹ, bởi vì nó rất là dễ nản ở cái phần là độ chế. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip sau của Hai Bánh.